Em xin mến chào anh chị và các bạn thích nghe Mai Vàng. Trước tiên em xin được chúc anh chị ngày mới nhiều sức khỏe, vui vẻ, may mắn, bình an và hạnh phúc ha. Thì ngày hôm nay là 22 tháng 12 âm lịch, là thời điểm mà những cây mai chúng ta bắt đầu bung vỏ lụa ha anh chị. Tức là sau khi chúng ta lặt lá thì cái thời gian mà những cây mai chúng ta bung vỏ lụa dao động khoảng từ 22 cho tới 23 tháng chạp. Thì hôm nay là 22 thì em cũng tranh thủ làm clip chia sẻ đến với anh chị về việc chăm sóc cũng như quay để anh chị mình xem búp nụ và so sánh với cây mai của mình. Thì do 2-3 ngày nay là em bận công việc phải dời cây ra chợ Hoa Xuân cho nên em không có thời gian để làm clip. Thì hôm nay cũng đã dời cây ra ổn định rồi thì em cũng tranh thủ làm clip để chia sẻ tiếp tục để cô chú anh chị và các bạn mình có thể áp dụng và chăm sóc ha. Thì bây giờ em sẽ quay và chia sẻ thì cô chú anh chị và các bạn xem, nếu như thấy em chia sẻ hợp lý thì có thể áp dụng để chăm sóc cho cây mai của mình. Và đừng quên ấn cho em một lượt like để tiếp thêm động lực giúp cho em chia sẻ ngày càng tốt hơn, cũng như giúp cho YouTube đề xuất cái video của em đến được với nhiều người, nhiều anh em yêu thích cây mai hơn. Em xin cảm ơn rất là nhiều. Như anh chị mình thấy trên cây mai này của em ha, nếu như chúng ta tính toán hợp lý, chúng ta xem bốc nụ và tính toán cái thời gian hợp lý để chúng ta xuống lá cho cây mai thì dao động nó rơi vào tầm 22 cho đến ngày 23 tháng 12 âm lịch thì những cái bốc nụ trên cây nó sẽ bắt đầu bung vỏ lụa ra như thế này ha. Đó, như cây mai này của em ngày hôm nay là nó bung ra như thế này là rất là đẹp ha anh chị. Thì nó khoảng tầm 28-29 thì nó sẽ bắt đầu nở lác đác trên cây ha. Anh chị mình thấy nó bung đều hết luôn ha. Đó, cành nào nó cũng bung vỏ trấu ra như thế này, nó đều từ trong ra tới ngoài ha anh chị. Hôm trước em làm clip chia sẻ đến với anh chị cái cách mà chúng ta chăm sóc cũng như xử lý để giúp cho những cái búp nụ trên cây nó có thể bung nở ra được đều hơn từ trong ra tới ngoài đầu đọt ha. Thì sau khi mà em xử lý thì tới ngày hôm nay anh chị mình thấy vỏ lụa nó bốc ra đều từ trong ra tới ngoài đầu đọt luôn ha. Đây, đó là trước khi lặt lá hoặc sau khi anh chị mình lặt lá, chúng ta tiến hành bấm chặn hết toàn bộ những cái đầu đọt để nó chặn đứng dinh dưỡng thì búp nụ nó sẽ phát triển ra được đều. Đó, cây này mà cây mai này của em là tất cả các cành luôn ha, tất cả các cành nó bung đều ra tới ngoài đọt đây ha, cành nào cũng vậy. Trời nó nắng quá cho nên quay nhiều khi không biết anh chị mình có nhìn thấy rõ không ha, từ trong ra tới ngoài là nó đều hết luôn ha anh chị. Đó, thì cây mai này của em hôm trước là nó bung nở cũng khá là nhiều rồi ha. Đây, những cái cùi bông mà em lặt đây ha, nó bung nở rất là nhiều rồi. Nhưng tới ngày hôm nay thì búp nụ nó vẫn còn bung ra dày đặc cây luôn ha anh chị. Đó, cành nào nó bung ra cũng dày đặc ha, chùm 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 như thế này. Bởi vì một cái nụ như thế này, đây ha, một cái nụ như thế này khi nó tróc lụa thì nó sẽ bung ra 5 đến 6 cái búp bông ha, 5 đến 6 búp bông. Đó, cho nên anh chị mình thấy cái cây mai của mình nụ nó ít nhưng mà khi nó bung ra thì dày đặc cây luôn ha. Đây, qua những cây này cũng vậy, thì ở trên vườn em là 80% là ngày hôm nay nó mới bắt đầu bóc lụa ra như thế này. Đó, thì em kiểm tra búp nụ cũng như tính toán để chọn cái ngày xuống lá cho cây thì cũng tương đối chuẩn ha anh chị. Tới thời điểm này búp nụ nó bung ra như thế này là tương đối chuẩn rồi ha. Đó, cây nào cũng vậy. Đó, qua cây bên đây cũng vậy, ngày hôm nay nó mới bắt đầu bóc ra như thế này. Đây là nó mới bể cái lớp trấu ở ngoài ha, nó bể cái lớp trấu mỡ gà ở ngoài để bắt đầu nó tách cái nó phát triển thành một chùm nụ ở bên trong ra ha. Đó, tất cả luôn ha anh chị, và nó bung rất là đều.
từ trong ra tới ngoài đỉnh đọt luôn. Đó, cành nào cũng vậy ha. Thì đây là cái thành quả của chúng ta chăm sóc cho cây mai trong một năm. Đó, qua cây này cũng vậy, bung rất là đều ha. Thì do mấy ngày nay là em bận dời cây ra chợ cho nên không có cái thời gian để em làm clip. Thì cô chú anh chị và các bạn mình cũng thông cảm cho em ha. Đó, tất cả luôn ha. Qua những cây bên đây cũng vậy, anh chị mình thấy nó cũng chỉ mới bắt đầu bóc lụa chớm ra ha. Đó, tới ngày hôm nay là 22 tháng 12 âm lịch mà những cái bốc nụ trên cây nó bóc lụa ra như thế này là chuẩn Tết ha, là chính xác luôn ha anh chị. Thì nó rơi vào tầm khoảng 29, 28, 29 thì nó sẽ nở lác đác một ít bông ha. Và ngày 30 thì nó sẽ nở khoảng 30-40%. Thì sáng mùng 1 là cây mai chúng ta nó sẽ rực rỡ luôn ha. Áo qua cây bên này cũng vậy, hôm nay nó mới bắt đầu nhú ra như thế này. Thì hôm trước em làm clip cái cây mai dậu Thu Đức ghép gốc nhớt ở trên vườn của em là bốc nụ nó bung sớm để cho anh chị mình xem như cái cách để chúng ta chăm sóc làm sao có thể giữ được những cái bông ở trên cây trong những ngày Tết ha. Còn hầu hết trên vườn của em là tới ngày hôm nay nó mới tróc ra như thế này. Thì hiện tại em bán ở tại chợ Hoa Xuân, huyện Long Thành ha. Thì cô chú anh chị và các bạn mình nếu như ở khu vực gần em thì có thời gian chúng ta có thể tới đến nơi tham quan cũng như giao lưu, chứ không nhất thiết là mình tới để mua cây ha anh chị. Chúng ta có thể tới để tham quan giao lưu với em. Đó anh chị mình thấy nè, một cái nụ nó bung ra một chùm như thế này, tới 6-7 cái búp bông ha. Nó bung ra một chùm 2-4-6-7 cái búp bông ha anh chị. Đó, một nụ thôi, chỉ một cái nụ mà nó bung ra 7 búp như thế này. Thì nãy giờ em cũng quay một số cây để cô chú anh chị và các bạn mình xem búp nụ tới ngày 22 tháng 12 âm lịch nó tróc lụa như thế nào là chuẩn Tết. Còn bây giờ em cũng xin được chia sẻ thêm về những công việc mà chúng ta cần phải chăm sóc để làm sao có thể giữ được những cái búp nụ này nó nở bông trong những ngày Tết được rực rỡ ha. Thì thứ nhất đó là trong cái giai đoạn này, khi mà những cái búp nụ trên cây nó đã tróc lụa ra như thế này thì anh chị mình cố gắng duy trì phun sâu và bò trĩ ha. Chúng ta cố gắng duy trì phun sâu và bò trĩ 5 đến 6 ngày anh chị mình phun cho cây một lần, cho đến khi mà bông qua trên cây nó nở khoảng 10%, anh chị mình phun một lần cuối nữa là chúng ta ngưng ha. Để chúng ta chơi bông vào cái dịp Tết, anh chị có thể đưa cây vào nhà hoặc là để ngoài sân chơi tùy ý ha. Thì nó rơi vào tầm 28-29 Tết, khi đó những cái bông trên cây nó nở khoảng 10%, thì anh chị mình có thể đưa cây vào nhà để chúng ta chơi vào dịp Tết ha. Còn thời điểm này thì tốt nhất là anh chị mình để cây ở ngoài nắng và phun sâu bò trĩ cho cây. Còn thứ hai đó là nước tưới cho cây. Thì hôm trước em cũng đã có chia sẻ một hai lần, trước khi xuống lá em cũng có chia sẻ về vấn đề nước tưới cho cây, cũng như sau khi xuống lá em cũng đã có làm clip chia sẻ lại một lần nữa. Nhưng tới thời điểm này cũng còn rất là nhiều bạn hỏi là cây mai nó đã bung vỏ lụa thì mình có tưới nước cho cây không. Anh chị mình phải duy trì độ ẩm cho cây ha. Có như những cây mai này em đưa ra chợ để em bán nhưng mà em vẫn tưới nước giữ ẩm cho cây ha anh chị. Anh chị mình thấy chất trồng luôn luôn phải có cái độ ẩm vừa đủ ha. Tức là chúng ta giữ ẩm vừa đủ, không tưới quá nhiều
đối với những cây mai mà nó 21, 22 mà nó bắt đầu bung vỏ lụa như thế này thì chúng ta cứ giữ cái độ ẩm vừa đủ, đừng để quá khô cũng đừng để quá ướt ha. Chỉ trừ những trường hợp cây mai của anh chị tới thời điểm này mà búp nụ trên cây nó đã phát triển ra quá to, tức là những cái búp xanh nó đã phát triển quá to, nó muốn gần nở bông ha, thì anh chị mình nên đưa cây vào vị trí mát 100%. Chúng ta đưa cây vào những cái vị trí nào nó mát 100% ha. Và anh chị mình tưới nước giữ ẩm ở gốc cho cây để kìm hãm cái búp nụ. Và nếu như tới ngày 25, 24 hoặc 25 mà búp nụ trên cây nó bung nở khoảng 30% bông, thì để mà giữ được những cái búp nụ cho đến ngày Tết thì anh chị mình có thể sử dụng cái chất chống rụng cánh hoa. Hôm trước em đã chia sẻ một lần, đó là chúng ta sử dụng chất chống rụng cánh hoa của Đại học Cần Thơ. Anh chị mình pha một lọ 20cc, chúng ta pha cho 4 đến 5 lít nước. Anh chị mình chỉ cần phun sương đều trên cái tàn của cây là được. Một lần duy nhất ha, ta không phun lặp đi lặp lại. Nếu như anh chị mình phun lặp đi lặp lại thì cây mai anh chị sau Tết nó sẽ bị suy ha. Còn về phân bón cho cây thì đối với những cây mai mà chúng ta chơi bông vào cái dịp Tết thì từ thời điểm này trở đi là chúng ta không còn sử dụng phân bón gì nữa ha. Anh chị mình lưu ý là chúng ta không còn sử dụng phân bón gì để tưới cho cây nữa ha. Mà anh chị mình chỉ tưới nước giữ ẩm, phun sâu và bò trĩ để chúng ta chơi bông trong những ngày Tết. Rồi sau Tết chúng ta xả tàn để chăm sóc lại. Chứ giai đoạn này chúng ta không tưới phân nữa ha. Bây giờ mà những cái búp nụ trên cây nó như thế này mà anh chị mình tưới phân cung cấp dinh dưỡng cho cây thì nó sẽ làm cho những cái nụ này rất là nhanh nở ha. Nó dồn dinh dưỡng lên, nó làm cho những cái nụ rất là nhanh nở. Thì ngày hôm nay em cũng không có chia sẻ chăm sóc gì nhiều, chủ yếu là quay để cô chú anh chị và các bạn mình biết được chính xác cái ngày mà những cái búp nụ trên cây nó tróc lụa để cái bông nó nở đúng vào cái dịp Tết. Đó là nó dao động từ ngày 22 cho tới 23 tháng 12 âm lịch ha. Như những cây mai này của em là đúng Tết luôn ha anh chị, nở đúng vào dịp Tết ha. Thì clip chia sẻ tới đây em cũng xin được tạm dừng. Trước khi kết thúc, em xin được cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã luôn luôn theo dõi và tin tưởng những gì em chia sẻ. Và cuối clip một lần nữa em cũng xin được chúc cho tất cả cô chú anh chị và các bạn luôn luôn được dồi dào sức khỏe, vui vẻ, may mắn, bình an và hạnh phúc ha.